tình luật nhật thật nhiệt tình vào, và anh em hãy ấn vào cái link ở phần nhóm ở dưới phần mô tả, anh em có thể truy cập vào nhóm nhé. Tôi sẽ phát khuyến mãi trong đấy, khuyến mãi ở đây là khuyến mãi Momo, hoặc là có thể anh em muốn chơi thì anh em tôi có thể nạp trực tiếp cho anh em chơi trải nghiệm luôn nhá. Thì quay trở lại với cách chơi long hổ của tôi ấy, thì thú thật là tôi cũng chả có cái cách mẹo gì mà xác suất được cái tỷ lệ phần trăm cao đâu, thú thật với anh em là như vậy. Nhưng mà đối với Ewin này, đối với long hổ này thì chơi ấy, thì tôi thấy nó chơi cũng không hẳn là khó nhá. Tôi làm phiên đầu may mắn thử xem. Ngon, K về 3 cộng 8. Bây giờ tôi sẽ ra một cái phương pháp này. Tôi sẽ lấy hai cái con điểm ở phía trên này cộng với nhau. Tôi sẽ lấy hai cái điểm phiên con này này cộng với con này. Và chẵn thì tôi sẽ đặt long và lẻ tôi sẽ đặt hổ nhé. Giờ tôi sẽ thử chơi thêm may mắn một kiểu một lần nữa. Ngon, 4 cộng 1 bằng 5 này, 4 cộng 1 bằng 5 tôi thuận công thức này, tôi vẫn bắt hổ nhá. Làm quả 5 mời thì vỡ. Ồ. Đảo công thức à anh em ơi, Q 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 đảo công thức à? Ok. Đảo công thức thì đảo công thức thôi, có gì đâu. Ngon ngay. Lời ngay. 19 này, 19 đảo công thức tiếp này. Chốt quả 5M đi. Chung là cũng muốn gọi là giao lưu cùng anh em một tí, gọi là chút lòng thành thôi. K13. K13, 14, 15, 16 này. Tôi cứ đi đảo công thức thôi. Nói chung là xác định theo rồi thì cũng không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Ui rồi nhịp mẹ năm ra hai. Thuận cái nha anh em nhé. Thuận cái nhá. Con mẹ đéo đã đéo được rồi. Thôi thử tí thôi, không thì nạp vào thêm gọi là gỡ lửa lại nhanh không hay long hổ hay có gì đâu. Vẫn đẹp. Thịt mẹ đã thấy đi thuận công thức đi anh em ơi. Chơi mẹ. Chơi phải theo bài. Hòa. 6 thuận công thức lên rồng thôi. Ngon ngay. 42M. Ok, chốt lại ok rồi nha anh em nha. 42M này thì vẫn ngon. Chung là chơi đu đủ thì dừng thôi. Không cần tham. 700k. 700k tôi vụt một phát vào cái long đi. Chờ nha anh em nhé.
14 này. Chốt quả đâu được nhỉ? Chốt quả này đi. Ôi địt con mẹ nó vãi lồng. Tầm lãi rồi. Thuận công thức này. Chung long hổ này chơi thì nó không khó bằng con kia đâu. Cho anh em đặt thì nó qua cửa nên là cứ từ từ. Ngon ngay. Chốt đẹp luôn. Chốt nha, nghỉ anh em nha. Chúc là anh em nào muốn chơi thì có thể kích vào link dưới phần mô tả để tải link tải game, tới để dưới link phần mô tả để anh em tải về trải nghiệm nhé. Anh em nào muốn nhận code thì anh em hãy kích vào cái link nhóm đi, tôi sẽ phát gọi là khuyến mãi cho anh em chơi, thích thì chơi thôi nhé. Rồi clip này tôi sẽ dừng ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau.